mới đây phát chính thức đạt 10 triệu người theo dõi, đồng thời trở thành niềm tự hào của xã hội YouTube Việt khi nhận nút kim cương danh giá của YouTube. Nhân sự kiện đặc trưng này, số chúng tôi tìm tới VB Sachiwaji nổi tiếng cùng tên tuổi của Phát để lắng nghe những mẫu truyện thú vị về nhóm hài này. Phát tự hào mang nút kim cương YouTube trước tiên về Việt Nam. Xin chào, chúng ta cũng có thể trình làng một chút về phiên bản thân và ý nghĩa sâu sắc tên nghệ danh VB Sachi được không? Chào chúng ta, mình tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1990 tại Gia Lai. Nghệ danh của bản thân mình là VB Sachi hay mọi người rất có thể gọi thân thương là Bia. Hồi đó một người bạn cấp 3 rất thân đã đặt tên này cho mình thấy khá thích rồi lấy nickname này làm tên tài khoản Facebook và tên nghệ danh luôn luôn. VB Sachi là thành viên nữ duy nhất trong Trắng Lập Phát. Các thành viên sáng lập khác là Đức Diễn, Trần Long, Thái Vũ, Quỳnh Phương, Dinh Râu, A117. Bạn đến với Phát TV thế nào và điều gì khiến cho bạn gắn bó với kênh cho tới tận hiện thời? Hồi còn đi học, quá trình làm thêm của bản thân mình là tự sướng mẫu và đi quay cho ca sĩ. Sau đó, trong một trong những buổi quay mình vô tình gặp mặt Diễn, lúc đó Diễn đang là dựng phim cho một ekip chuyên sản xuất. Diễn ngỏ ý mời tham gia một phim ngắn và mình đồng ý. Đầu tháng 2 năm 2014, Diễn tập hợp mọi người để quay clip về Valentine nhằm mục tiêu ung vui vui lên mạng. Hai diễn viên chính của clip là mình và một thằng bạn da đen đó là Thái Vũ. Thật bất thần là mọi người khá yêu thích với clip mà tụi mình đăng tải mạng. Nhóm bước đầu có động lực, cả ba ngồi lại đếm lên lịch cho những số tiếp theo. Một người anh là A117 cũng là đồng sáng lập của Phát đã tài trợ cho tụi mình thiết bị và bàn về việc lập một kênh về những video clip hài. Khoảng tập 6 thì gặp mặt Vinh, tập 12 gặp mặt Phương, tiếp nối nhóm đưa ra quyết định làm series cơm muội để gia hạn quá trình cho mọi người và gắn bó đến hiện thời. Thời gian Phát mới thành lập, có lẽ rằng cả nhóm đã phải đương đầu với tương đối nhiều khó khăn, trở ngại. Bạn rất có thể share thêm về khoảng thời hạn này được không? Mình nghĩ thời điểm bước đầu của người nào cũng khó khăn, huống hồ việc làm phim thời điểm đó là quá mới và mạng xã hội video clip YouTube còn chưa trở nên tân tiến mạnh ở Việt Nam. Ban đầu, Diễn cũng share với tụi mình là nhất định nhóm phải thành công, nên cả nhóm cũng đạt quyết tâm tối đa, nhưng làm xong xuôi 12 số đầu thì tác dụng không mấy khả quan, nguồn thu không tồn tại. Hình ảnh phát từ những ngày đầu vận động. Những video clip trước tiên tụi mình không tồn tại thu nhập, kiếm bối cảnh khu vui chơi công viên hoặc quán cốt phê hoặc ngoài đường, bất kể ở đâu không tốn tiền thì tụi mình đến và xin quay. Chỗ nào bắt buộc tính phí hoặc nước uống đồ ăn thì mọi người góp một ít để trả. Rồi chúng ta xoay sở thế nào với chuyện kiếm tiền để gia hạn sản xuất. Trong lúc tình trạng tài chính eo hẹp, mọi người đưa ra quyết định nghỉ việc đang làm để tập trung hết cho Phát, ra series cơm nguội, lên kịch phiên bản và sản xuất thường xuyên. Khi đó mọi người không nghĩ đến chuyện sẽ thành công hay nổi tiếng gì nữa mà chỉ nghĩ là được tuân theo đam mê của bản thân mình và có thu nhập của YouTube, có lương cơ phiên bản là vui rồi. Làm phim là cả một quá trình dài và tốn nhiều công sức. Trong quá trình đó, chúng ta có gặp mặt vấn đề sức khỏe hay tai nạn nào không? Năm 2017, tụi mình sản xuất khá nhiều, thời đặc điểm đó phần nhiều mọi người đều sở hữu bệnh hết. Nhất là mấy bạn nam số đông đều mắc những bệnh về xương khớp. Căn bệnh về dạ dày thì cả nhóm thường xuyên gặp mặt phải do lịch dịch rời và ăn uống thất thường. Do đó, nhóm đưa ra quyết định sẽ giảm con số lại để mọi người đảm bảo an toàn sức khỏe, rất có thể đi được đường dài. Có nhiều tai nạn nhỏ tuổi khi quay mà mình không thể nhớ hết được. Đáng kể nhất là lần dây điện bị hở, vài bạn trong nhóm bị điện giật mạnh, nhưng may mắn là không sao. Có lời thơ nào từ người xem mà bạn tương tự như cả nhóm nhớ nhất không? Có rất rất nhiều lời thơ mà tụi mình đọc được. Rồi có thời điểm nhóm phải ngồi lại với nhau vì quá stress. Nhưng rồi tụi mình thống nhất là đặt sang một bên và làm tốt nhất có thể quá trình mình đang làm và coi đó là sự góp ý của người theo dõi dành cho mình. Cái nào đúng thì nghe và sửa, cái nào thấy không đúng thì bỏ qua. Cũng có những lời chê bai khiến cho phiên bản thân mình cảm thấy rất tổn thương, thậm chí có tương đối nhiều lúc mình tự vấn phiên bản thân rằng mình có thực sự làm được hay không.
nhưng may mắn là đã qua hết rồi. Thành lập Pháp là đưa ra quyết định táo bạo của cả mình và nhóm, nhưng cũng phải cảm ơn quãng thời hạn đầu vất vả đã giúp tụi mình hiểu và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Nhờ vậy mà trong tương lai dù đương đầu với khó khăn gì, cả nhóm cũng rất có thể cùng nhau vượt qua. Vậy còn kỷ niệm đáng nhớ nhất mà bạn có được trong suốt thời hạn làm Pháp là gì? Mỗi ngày đi quay cùng Pháp đều là một trong thú vui và điều quý trọng so với bia. Cột mốc 10 triệu đăng ký và nhận nút kim cương từ YouTube cũng là một trong số những kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Một kỷ niệm vui nữa là lần trước tiên tụi mình được tài trợ 10 triệu Việt Nam đồng từ một anh chủ siêu thị điện thoại. Lúc đó cả nhóm rất vui vì nhận số tiền quá lớn. Sau đó tụi mình đưa ra quyết định lấy một nửa số đó để triển khai một chiếc gì thật chỉnh chu, trang nghiêm cho ra một đội nhóm, đó là làm án đồng phục. Số tiền còn lại tụi mình dồn hết để chơi lớn, thuê xe và trang phục để đi quay xa hơn. Và tất nhiên tiếp nối thì toàn bộ lại tay trắng. Bức ảnh phát trong chiếc án nhóm trước tiên. Đây cũng là thời điểm khiến cho tụi mình bước đầu xem xét một cách trang nghiêm về việc tiết kiệm ngân sách và chi phí để gia hạn chi phí sản xuất. Gia đình có ủng hộ bạn làm diễn viên và cụ thể là tham gia phát không? Mình nghĩ máy ấm gia đình nào có phụ nữ cũng luôn luôn muốn con có một quá trình ổn định. Tuy nhiên so với bia, máy ấm gia đình lại luôn luôn tin và ủng hộ phụ nữ trong nghề dịch vụ nghệ thuật, dù không người nào biết và theo đuổi ngành nghề này. Cả nhà mình còn là fan của Pháp, chuyên cày di cho mình nữa đó. Thậm chí có những bài báo, di đeo clip tin tức về Pháp, mình không biết mà ba mẹ và những em mình đã biết trước rồi. Chính may mắn được máy ấm gia đình ủng hộ hết lòng. Đi sang một chặng đường dài, trải qua rất nhiều khó khăn, vậy khi Pháp nhận được nút kim cương của YouTube, bạn xúc cảm thế nào? Mình thấy ngập tràn biết ơn người theo dõi đã luôn luôn ủng hộ, biết ơn những anh chị trong nghề đã luôn luôn chỉ bảo và tổng thể nhân sự ekip Pháp đã đứng đằng sau để làm cho thành công này. Với cột mốc đáng nhớ này, mình cũng tự hào khi Pháp là kênh trước tiên nhận được giải kim cương trước tiên của thị trường YouTube Việt Nam. Cả nhóm đã đi tiệc tùng, lễ hội tưng bừng chứ. Hiện tụi mình vẫn phải đi quay thường xuyên để kịp ra sản phẩm nên chắc phải đợi đến dịp team building vào đầu tháng 10 mới rất có thể cùng nhau ăn uống hùng hổ được. Cuối tháng 10, nhóm sẽ sở hữu được ly Yeso để tri ân toàn bộ mọi người đã ủng hộ cho Pháp. Trong mắt bạn, những thành viên sáng lập Pháp là người thế nào? Bia thân với tất cả những đồng đội trong Pháp. Họ nóng tính nhưng sống rất tình cảm, nghĩ cho tập thể và đồng đội trong team rất nhiều. Đã đi cùng nhau đến hiện thời thì với mình, họ đều là người trong máy ấm gia đình rồi. Ai cũng đều dễ thương và đáng yêu và đáng trọng, từ những bạn phía sau hậu trường hay những bạn diễn chung. Không thể tránh được những hiểu lầm, xích mích cãi giả, nhưng sau cùng, tụi mình vẫn ở bên và động viên nhau. Pháp hiện tại đã có hơn 80 thành viên chưa từng team đấu những giải game. Bạn có dự định gì để trở nên tân tiến và đưa tên tuổi Pháp đi xa hơn không? Trong nhóm, Bi là diễn viên nên phương châm số 1 là phải nỗ lực xong xuôi trọn vẹn từng vai diễn được phân công. Để làm được điều đó, mình phải để ý học hỏi diễn xuất từ những cô chú và anh chị đi trước và vẫn mong muốn phiên bản thân rất có thể diễn được đa dạng nhân vật. Còn Pháp vẫn luôn luôn nỗ lực làm cho ra những sản phẩm tốt nhất có thể phục vụ chúng ta. Số lượng clip nhóm tạo sự hiện thời không thể nhiều như trước đó vì chú trọng vào chất lượng. Bi mong muốn kênh Pháp sẽ được đồng đội quốc tế biết đến. Ngoài thị trường YouTube, những thành viên đang có ý định lấn sân sang phim chiếu rạp. Nếu tụi mình ra mắt phim đầu tay thì mong mọi người hãy đến rạp ủng hộ nhé.